Chiều 17 tháng 1, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sắp đến Tết nhưng tai nạn ở trẻ về phỏng ga, phỏng nước sôi thời gian gần đây xảy ra thường xuyên, có ca đã tử vong vì phỏng quá nặng. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, cách đây 2 ngày, bệnh nhi NMC 8 tháng tuổi, ngụ Long An, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng và tử vong vào ngày 16 tháng 1. Nguyên nhân là do lúc cùng các bạn lớn tuổi hơn ở trong xóm thu gom rác lại thành đống để đốt, thì bất ngờ một bình chứa xăng cũ bên trong phật lên gây nổ, khiến bé C bị phỏng nặng và tử vong sau đó. Cũng trong tuần này, bệnh viện đã tiếp nhận 3 trẻ bị phỏng nước sôi nặng đang điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ Diệp Quý Trinh, khoa phỏng tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, gần Tết nên phụ huynh tất bật với công việc, ít khi quan tâm đến các bé. Rất nhiều nguyên nhân gây phỏng ở trẻ như phỏng nước sôi, nước luộc gà, nổ bình thủy, phỏng do lửa xuất phát từ sự chủ quan của người lớn.